Thêm nhà có hoa, có rất nhiều chậu hoa xinh lung linh sắc màu nhé. Lại đây mà xem này các bạn ơi. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh Bebop Kids Coloring. Chúng mình cùng trổ tài vẽ và tô màu chậu hoa có 7 sắc cầu vồng nào. Chậu hoa trong tiếng Anh là flower pot. Bắt đầu với chiếc nhụy hoa thật to tròn, tiếp là những cành nối tiếp nhau sát vào phần viên tròn của nhụy nhé. Có bạn nào chưa biết vẽ hoa không? Chưa biết thì sau hôm nay chắc chắn sẽ biết. Giờ mình thêm phần mắt và chiếc miệng cười xinh xắn trên nhụy hoa. Tiếp đến là chiếc cành thẳng đứng, thêm chiếc lá cho sinh động nè. Bạn hoa trông xinh xắn của chúng mình đứng trong chiếc chậu cũng thật là xinh xắn nha. Vẽ vậy ổn rồi, giờ chúng mình bắt đầu tô màu cho bé hoa xinh đẹp nào. Màu vàng, yellow, tô cho nhụy hoa. Chúng mình cũng có thể sáng tạo bằng cách chọn những màu khác nhau như tím, đỏ, xanh hoặc màu nào mà chúng mình yêu thích. Màu vàng nhạt là yellow, tô cho cánh hoa bên cạnh nhé. Hai màu vàng nằm cạnh nhau có vẻ hơi trùng màu nhỉ, thử chọn màu đậm hơn chút nhé. Màu vàng đậm, dark yellow, tô cho cánh tiếp theo. Mỗi cánh chúng mình tô một màu cho sinh động nhé. Màu cam, orange. Màu đỏ, red. Màu hồng đậm, dark pink. Màu hồng, pink. Màu tím, purple. Màu xanh dương đậm, dark blue. Màu xanh dương, blue. Màu xanh lục, dark green. Chúng mình tô luôn cho cành hoa nhé. Màu xanh lá, green. Chúng mình tô cho hai chiếc lá bé xinh. Màu nâu, brown. Chúng mình tô cho chiếc chậu hoa. Bước tiếp theo, chúng mình cùng tô dặm lại viền bằng bút dạ. Chậu hoa của chúng mình trông thật rực rỡ quá này. Bạn ấy còn đang mỉm cười rất tươi với chúng mình nữa đấy. Chúng mình có thể vẽ thêm thật nhiều chậu hoa để trang trí. Khắp nơi ở trong nhà, chỗ nào cũng có chậu hoa xinh đẹp. Thật tuyệt vời quá. Để không bỏ lỡ tập tô màu nào, các bạn nhớ bấm like video, subscribe cho kênh Bebop Kids Coloring và nhấn chuông thông báo để đón xem tập mới nha.